Hello, xin chào cả mọi người. Thì ngày hôm nay là clip ngày thứ 9. Và trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ nói về việc là làm thế nào để add sản phẩm vào Shopify. Thì đương nhiên là clip này nó không phải đơn giản là chỉ là việc là gì? Là bạn bấm add sản phẩm vào rồi đúng không? Ý mình là làm thế nào để khi bạn lấy một sản phẩm từ Ali và bạn add vào store thì nó cần những cái gì, bạn phải thay đổi những cái gì, cái chiến lược khi bạn đem vào store nó là như thế nào, được chưa? Rồi, thì bây giờ tất cả chúng ta nhìn vào màn hình. Thì bây giờ đương nhiên mình sẽ lấy lại ví dụ của cái clip trước để cho các bạn có một cái góc nhìn kiểu nó tổng quát ở một cái store thôi thì nó sẽ dễ hơn, đúng chưa? Thì đây, như chúng ta thấy đây là sản phẩm, cái clip trước đã ví dụ đúng không? Một cái store mà 1 triệu 2 đô trong vòng 3 tháng. Thì sản phẩm là cái Crystal Hair Razor này, cái kiểu cạo lông ABC. Thì đây, nó là sản phẩm trên Ali, đúng chưa? Thì đương nhiên là khi các bạn thấy ấy, một sản phẩm này trên Ali và một sản phẩm này nó khác nhau rất là nhiều. Nghĩa là một sản phẩm trên Ali, những cái người bình thường không dropship ấy, hoặc là kể cả ấy, những người dropship ấy mà không làm kiểu chuyên chuyên ấy, nhìn này không biết là drop không? Mình nói thật, chắc chắn luôn là phải đến 90% số người trên thế giới này ấy, nhìn cái này không biết là drop. Thì bây giờ như này, làm thế nào để add sản phẩm vào store, đúng chưa? Thì bây giờ giả dụ bây giờ bạn chọn thằng supplier này chẳng hạn. Đây, bây giờ mình chọn một cái có màu tím nhá, cho nó thực tế. Thì thằng này màu tím không? Thằng này có những màu gì? Thằng này có màu tím, được chưa? Đó, thì giả dụ mình add sản phẩm này vào. Ok, giả dụ mình add sản phẩm này vào. Thì bây giờ như này, khi các bạn add sản phẩm vào store Shopify ấy, thứ nhất là nó sẽ đi kèm theo rất nhiều màu sắc, là thứ nhất. Và thứ hai là gì? Là tất cả những cái này, ví dụ product description, đây là cái, tất cả những cái này ABC nó sẽ đi cùng mình vào trong store, được chưa? Nghĩa là có rất nhiều store Shopify họ làm rất là xấu, họ làm kiểu đúng kiểu là họ bê nguyên tất cả những phần mô tả sản phẩm ABC, tất cả mọi thứ ấy từ bên Ali vào và họ không edit, họ không chỉnh sửa gì hết. Thì cái việc đấy là rất là sai. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu từ cái đơn giản nhất này, là thứ nhất là về màu sắc và mẫu mã. Bất kỳ store Shopify nào, mình khuyên các bạn ấy, nếu các bạn đã định làm thành một thương hiệu ấy, thì cái con đường dễ nhất ấy, đấy chính là bán ít mẫu mã thôi và ít màu sắc thôi. Ví dụ như thằng này nó chỉ chọn một màu thôi, được chưa? Nó chỉ chọn một màu sắc thôi. Một cái store ấy, cũng như cái store trước mình ví dụ có một store đối thủ của thằng này chỉ chọn một màu hồng thôi chẳng hạn. Đó, thì bây giờ bạn có thể làm brand khác, bạn chỉ chọn một màu cam. Cái đấy nó tùy bạn. Đấy, nhưng mà ý là gì? Ý là các bạn chỉ nên chọn một sản phẩm và một màu của sản phẩm đấy thôi. Ví dụ như cái đèn mặt trăng thì chọn một cái màu của đèn mặt trăng thôi chẳng hạn. Đấy, thì mình sẽ target được hẳn những cái màu, những cái người. Thứ nhất là gì? Là nhận diện thương hiệu, nó sẽ rất là dễ. Thứ hai là sau này ấy, các bạn nhập hàng, các bạn kiểu nhập hàng sang kho, đóng gói hàng ABC ấy, nó cũng tiện hơn rất là nhiều. Và nó sẽ tránh được cái việc mà các bạn bị tồn hàng rất là nhiều. Đấy, thì cái việc đầu tiên các bạn phải cần làm đấy là kiểm soát cái số lượng mẫu mã, số lượng SKU của món đồ, được chưa? Tốt nhất nhá, là một cái sản phẩm các bạn bán trên Shopify ấy, nên có tối đa là 5 màu thôi. Bạn để ý ấy, kiểu iPhone nhá, Samsung, tất cả các hãng lớn, điện thoại lớn, máy tính lớn, ABC, tất cả các hãng lớn, bây giờ bạn cứ kể đi, bất kỳ cái hãng nào lớn đi, phần lớn ấy, họ đều, những sản phẩm họ ấy, cái số lượng màu sắc rất là có giới hạn, đúng không? Đấy, thì cùng lắm ấy, các bạn nên, nếu mà các bạn có chọn đồ của mình ấy, mà các bạn kiểu chọn màu ấy, cùng lắm nhá, là để 5 màu, 5 màu, 3 màu, hoặc là chỉ 1 màu mà thôi. Đấy, thì sau này ấy, khi các bạn bán, các bạn phải hiểu một điều gì, trong vòng 5 màu đấy, chắc chắn sẽ có một màu bán chạy nhất. Chắc chắn luôn, đảm bảo luôn. Đấy, thì bạn có thể làm thương hiệu của bạn xoay quanh cái màu đấy luôn cũng được, là lấy cái màu đấy thành màu thương hiệu luôn cũng được. Đó, như kiểu thằng này bán mẫu màu tím thôi, thế là đủ rồi đúng không? Người ta đâu quan tâm những màu gì nữa, đúng chưa? Bây giờ người ta quan tâm tính năng công dụng thôi, còn cái màu là nhận diện thương hiệu. Nó như kiểu đây, các bạn bay máy bay ấy, đấy đúng không? Các bạn đâu quan tâm màu gì đâu, đấy tính năng nó như nào hết, đúng không? Nhưng cái màu là cái để các bạn nhớ. Bây giờ nhắc đến màu đỏ là nghĩ đến cái gì? Là Vietjet hàng không giá rẻ, đúng chưa? Đấy, thì đấy, nó là như thế, được chưa? Thế nên là cái việc đầu tiên khi add sản phẩm vào store, thứ nhất là phải để ý về màu sản phẩm,
nó phải hợp cái gu của store. Và tiếp theo là gì? Là mẫu mã sản phẩm phải giới hạn lại. Đấy, không bao giờ được để một store hoặc một sản phẩm có quá nhiều mẫu mã kiểu này. Cái này chỉ thiệt mọi người thôi, không thiệt ai hết. Đấy, nghĩa là mình phải làm sạch sản phẩm trước khi mình bỏ vào store. Tiếp theo là phần mô tả sản phẩm, các thứ thì phải vứt hết đi. Lúc nào phải vứt hết đi. Và các bạn sẽ phải xem đối thủ làm thế nào. Ví dụ như mình, nếu mình bán sản phẩm này thì chắc chắn là mình sẽ quan sát đối thủ này. Đấy, mình sẽ quan sát trước là ồ, ok, thế thằng này làm như nào, nó có những cái gì. Bởi vì dropship ấy, phần lớn chúng ta làm dropship nhá, chúng ta sẽ là người đi sau, được chưa? Còn các bạn, nếu mà các bạn tự làm sản phẩm của các bạn, tự xây thương hiệu của các bạn thì ok, các bạn sẽ phải tự động não ra, hoặc các bạn cũng tìm những đối thủ có những sản phẩm tương tự. Đấy, phần lớn chúng ta là người kinh doanh, chúng ta không phải người phát minh. Thế nên là phần lớn chúng ta ấy, những sản phẩm kể cả chúng ta kiểu bán, kể cả chúng ta bảo là chúng ta tự bán ABC ấy, nó cũng có ngoài kia những sản phẩm tương tự. Thì chúng ta nên tìm những đối thủ mạnh, những đối thủ làm tốt, và xong rồi tìm hiểu họ làm những cái gì. Và rồi chúng ta sẽ học những cái tốt, những cái mạnh của họ về. Đấy, và chúng ta biến thành của mình. Được chưa? Thì ví dụ là các bạn nhìn thằng này, các bạn thấy nó có những cái gì này. Đó, xong các bạn thấy nó có những cái gì này. Được chưa? Đấy, thì các bạn sẽ xem hết những phần này. Xong các bạn xem là ok, cái gì các bạn lấy được. Ví dụ ok, cái phần này nhìn hay, các bạn sẽ lấy về. Các bạn sẽ thay chỗ này thành clip của các bạn chẳng hạn, thay thành ảnh của các bạn chẳng hạn. Nhưng cái bố cục các bạn sẽ giữ. Được chưa? Cái bố cục ấy, cái cách hay nhất để thay đổi bố cục ấy, mà kiểu để không giống copy ấy, thì chính là đổi vị trí của các section. Các bạn đổi cái phần này lên trên, đổi phần này xuống dưới là nó đã khác rồi. Thật, chẳng cần phải làm gì nhiều. Đó, thì các bạn sẽ học là ok, nó có những cái phần nào hay, có những cái phần nào đỉnh, phần nào nhìn chuyên nghiệp, thì mình sẽ copy về, ví dụ phần này chẳng hạn. Đấy, phần này thể đẩy trên, phần này đẩy dưới là xong, khác hẳn luôn. Đó, thay mấy cái ảnh đi. Đó, thay mấy cái clip đi là xong. Đó, thì tất cả những cái này ấy, bởi vì đây là một store tốt, thì không có lý do gì các bạn phải tự sáng chế ra cả. Nghe, mình thấy rất nhiều người nhá, họ có một cái là gì, là họ thích làm ra cái của chính họ. Nhưng vấn đề họ không hiểu là gì, là dù họ có cố gắng đến mấy ấy, mà nhất là newbie nhá, dù mọi người có cố gắng đến mấy ấy, thì cái mọi người tạo ra chưa chắc đã tốt bằng cái của người khác làm. Mọi người hiểu ý em không? Nghĩa là cái của mọi người tạo ra làm sao bằng được cái của bọn chuyên nghiệp làm, đúng chưa? Mọi người mong muốn cái gì? Mọi người học 1, 2 tháng, 3, 4 tháng xong mọi người bằng bọn chuyên nghiệp làm bao nhiêu năm à? Đúng không? Thì đấy, mình phải làm gì? Mình phải học cách copy tốt đã. Đấy, kiểu mình phải biết là cái gì tốt để lấy về và cái gì xấu để không lấy về. Cái đấy là cái yếu tố đầu tiên. Xong rồi sau khi các bạn nhìn nhiều rồi, các bạn nhìn nhiều tốt rồi, các bạn sẽ hiểu là gì? À, một store như này hoặc là một dạng sản phẩm như này thì nên có bố cục như này, như này, như này. Đó, thì lúc đấy ấy, các bạn tự làm ra cái của các bạn thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn, nó sẽ dễ hơn, nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ hiệu quả hơn. Được chưa? Còn lúc đầu, ngay từ đầu mà đã biết cái gì đâu, cứ tự sáng chế ra thì vừa mất thời gian mà cũng chẳng đẹp. Đó, rồi. Thì đấy, đấy là cái đầu tiên. À, đấy là cái thứ hai. Nghĩa là sau khi mà làm sạch mẫu mã trên này thì phải xuống cái phần mô tả sản phẩm, không bao giờ được để của Ali. Và lúc nào cũng phải đi tìm những đối thủ mạnh của mình, hoặc là những đối thủ có sản phẩm tương tự. Rất hiếm khi các bạn bán một sản phẩm mà không có đối thủ. Nó chỉ không có đối thủ khi mà các bạn không tìm ra, các bạn không biết là đối thủ các bạn tồn tại thôi. Còn thời đại bây giờ năm 2022 ấy, gần như không có một sản phẩm nào không có đối thủ ngoài thị trường. Được chưa? Bất kỳ cái gì cũng có đối thủ, các bạn có tìm được hay không thôi. Đó, thì khi các bạn tìm ra, các bạn sẽ phải học xem là ok, những thằng này nó làm như nào. Các bạn check traffic của những thằng này là cái đầu tiên. Đấy, các bạn nên check traffic của những cái đối thủ của mình. Nếu mà nó làm ăn được thì nghĩa là sao? Nghĩa là cái mà các bạn đang thấy ấy, nó hiệu quả. Thì tức là gì? Là cái đấy là cái mình nên học. Thì đối với mình là mình thấy là cái cách đấy là cái cách kiểu dễ nhất cho những người mới bắt đầu. Kể cả là mình, nhiều lúc mình cũng học được những cái mới khi mình quan sát đối thủ. Ví dụ như cái phần này, cái phần này là chưa bao giờ mình thấy store nào làm. Chưa bao giờ luôn, chưa bao giờ thấy store nào làm. Rất là sáng tạo, rất là tốt. Ví dụ như những cái store của mình mà có được những phần như này là tốt. Ví dụ như cái kéo ảnh kiểu này. Đó, kéo ảnh này rất là hay, đúng không? Mà cái kéo ảnh của này thì là đây. Đấy, kiểu
không biết nó là một cái ảnh hay không, mình nghĩ nó qua một cái app nào đấy, có thể là qua Genpage, mình cũng chưa check, nhưng mà không biết nhá, không biết, nói chung là sẽ confirm lại sau, được chưa? Đó, nhưng mà khá là hay, rất là hay, rất là chuyên nghiệp cả phần này nữa. Đó, rất là hay, phần này có khi Genpage làm được. Thì đấy, thì nói chung là như cái store này nghĩa là các bạn học xong rồi các bạn sẽ tìm hiểu là ví dụ à thế phần này nó làm thế nào mà ra được, đúng không? Phần lớn newbie ấy còn không nghĩ ra được là làm cái bố cục thế nào cho đẹp. Thì bây giờ mình có được một cái bố cục rồi, đúng không? Thì mình sẽ tìm cách là làm thế nào để làm được cái bố cục giống thế này. Đó, thì lúc đấy nó sẽ dễ nhiều, mà cái con đường học của mình nó cũng sẽ ngắn hơn, nó sẽ dễ hơn. Đấy, phần lớn nha, ví dụ như trong khóa học của mình toàn dạy người ta copy à. Mình dạy là ok, nhìn store ấy, biết phần nào là đẹp để lấy về, phần nào là xấu để bỏ đi. Đó, luôn luôn làm thế nào để tìm được đối thủ đẹp, làm thế nào để tìm được đối thủ chuyên nghiệp. Đi copy về, copy thế nào cho đẹp, copy thế nào để cho người ta không nhận ra được là mình copy hết. Đó, xong rồi thay đổi ở đâu cho nó đúng ABC. Đấy, thì phần lớn là thế, đấy là cái cách học nhanh nhất. Nếu không ấy, không bao giờ một người mới làm ấy mà có thể làm được một cái store mà chỉ gọi là na ná thế này thôi nhá. Không bao giờ một người mới làm ấy mà làm được một cái store na ná thế này trong vòng tầm 1 tháng, mình nói thật luôn, không thể luôn. Trừ khi bạn đã có kinh nghiệm làm website từ trước rồi, mà kinh nghiệm phải gọi là kinh nghiệm dày dặn đấy, kiểu chuyên nghiệp rồi ấy, kiểu đã làm kiểu vài store rồi ấy. Còn newbie nhá, mình nói thẳng luôn là không bao giờ, chắc chắn luôn, không bao giờ có chuyện các bạn làm được, cực kỳ khó. Trừ khi các bạn kiểu rất là giỏi, kiểu rất rất là có tố chất ấy, kiểu làm thiết kế cái thứ ấy, thế thôi. Rồi, đó, thì đấy là cái bước thứ hai, đấy là bước rất là quan trọng, tức là học xem đối thủ làm những gì và làm thế nào để copy được giống đối thủ. Copy không phải là dễ, nó đâu phải như cái ảnh mà các bạn lấy được về đâu. Các bạn phải học cách copy, làm thế nào để copy thành giống được. Đấy, những cái bố cục này không phải là các bạn thích thì các bạn vẽ ra được đâu. Trong Shopify nó không có thế. Nghĩa là mình phải học edit thế nào, sắp xếp ra sao để nó ra được. Đó, thế thôi. Đấy, thì sau khi mà một sản phẩm ấy mình đem về, đầu tiên là mình clean mẫu mã trước, tiếp theo là mình sẽ học đối thủ và mình sẽ clean cái phần mô tả sản phẩm và mình sẽ làm thế nào cho đẹp. Tất cả những đối thủ mà đẹp ấy, cố gắng làm giống chúng nó tầm 80% là đủ để bán rồi. Đấy, thì sau này bán xong rồi ra được thêm tiền thì bắt đầu có thể đi thuê những người chuyên nghiệp hơn. Đến mình nói thẳng là hiện tại mình không làm được store này. Mình nói luôn là mình không phải là một website designer. Nghĩa là mình không phải một người thiết kế website. Mình là một thằng bán hàng. Đó, cái trình độ thiết kế website của mình ấy nó đủ để bán hàng thôi, chứ nó không kiểu quá là đẹp và chuyên nghiệp này. Những cái store của mình ấy sau này khi mà mình bán được tốt ấy, mình luôn luôn là mình đi thuê ngoài. Mình outsource, mình thuê chúng nó có 500-700, chúng nó làm cho một cái store đẹp hẳn theo ý mình luôn. Đấy, 700 đô là bạn ngồi với nó, bạn chỉ cho nó là ok, ta muốn này. Đấy, kiểu nó vẽ ra xong rồi nó làm cho một người, 2 ngày là xong. Đó, thì bởi vì là bạn phải hiểu là chúng ta ấy, nói thẳng từ chúng ta nhá, phần lớn chúng ta nếu mà chúng ta chưa có kinh nghiệm làm website nhá, không bao giờ chúng ta làm đẹp bằng một cái người ấy mà họ học làm website 3-4 năm rồi, đúng không? Đấy, thì bạn phải hiểu cái điều đấy. Đấy, rồi, còn cái gì mà bạn cũng biết thì bạn thần đồng sư thôi, đúng chưa? Đấy, rồi, ok. Rồi, thì nếu mà bạn làm ra được web này là bạn đi làm web kiếm tiền cũng được rồi, bạn cũng chẳng cần phải làm gì. Làm web kiếm tiền, cái web này nhá, mình chắc chắn đi thuê mất tầm 500 là ít, 5-700, tầm đấy là ít, nhìn thế thôi, mất nhiều lắm đấy. Mấy web kiểu này mất nhiều lắm. Đó, thế thôi, xong. Thì khi mà bỏ sản phẩm vào store kiểu gì thì đấy. Đó, thì thường ấy, bởi vì đây, các bạn thấy không, nếu mà mình làm một cái clip ấy, kiểu là gì? Là mình chỉ cho bạn làm này, chẳng biết đến bao giờ luôn. Nhưng mà cái clip nó chỉ đơn giản là gì? Làm nào để add vào, bạn tìm đối thủ đẹp, tốt, bạn học từ nó. Đấy là cái cách nhanh nhất, mình nói thật. Đó, thì đầu tiên sẽ có hai bước để mà làm được này. Thì có thể mình sẽ nói trong clip sau đi, nhưng mà ngắn gọn là gì? Là ấy, các bạn nên đi vào xong Shopify, các bạn thử làm một store trước và thử làm một store hết sức mình trước, được chưa? Nếu
các bạn làm ra store đấy, các bạn tự so sánh xem cái store đấy đang ở level nào. Và xong rồi các bạn lục hết tất cả mọi cái mà nó cho sẵn ở trong Shopify, các bạn xem là store của các bạn nó làm được tới đâu, được chưa? Và xong rồi bạn học dần dần, bạn học làm từng phần một. Phần này team miễn phí làm được, phần này team miễn phí không làm được, phần này team miễn phí làm được, đấy, phần này team miễn phí làm được. Nghĩa là mình phải hiểu là những phần nào thì làm được và những phần nào thì không làm được, được chưa? Đấy, cái đấy là phải hiểu nhá, phải tìm hiểu. Đấy, cái này là app, cái này là làm được, bỏ review đây làm được thoải mái đó. Mấy phần này thì miễn phí cũng làm được, được chưa? Phần này thì có thể là game page hoặc là một cái gì đấy mình chưa nghiên cứu đó. Phần này thì miễn phí làm được, phần này thì miễn phí làm được. Đấy, thì đương nhiên là bây giờ việc mày mò là của các bạn rồi, đúng không? Thì đó, thì đấy là cách bắt đầu dễ nhất nhá. Bởi vì mình thấy là hiện tại vẫn còn rất nhiều người ấy, họ vào làm dropship, họ bảo làm dropship xong add nguyên sản phẩm vào, chắc chắn không bao giờ bán được, được chưa? Thì đấy, đấy là cái cách mà để các bạn bắt đầu, các bạn suy nghĩ thế nào cho nó đúng, được chưa? Các bạn tìm đối thủ, các bạn học từ đối thủ đấy, thì dần dần các bạn sẽ giỏi hơn rất là nhiều. Ok, rồi, xong clip hôm nay là hết. Cảm ơn mọi người.